Discord Commander em là ai vậy? Ok, anh vô nè. Anh tới với em đây. Ủa, Discord team well hả? Nào vậy? Alo. Ủa, em trong well hả? Dạ, sớm. Em làm gì bên well vậy? Em team trẻ. Well với team trẻ hả? Team trẻ em có AD chưa? Chưa. Ừ, thì có gì cuối mùa thấy anh được thì nhắn tin anh xíu nha. Chuyển lời được. Được không? Được, cộng 1 thôi. Mà anh mời cái mic em ồn quá vậy, em chỉnh cái mic lại cho anh coi. Em xin lỗi mấy thằng trong team đó mà. Không, em chỉnh lâm âm lên, em chỉnh lâm âm lên. Chỉnh lâm âm lên em. Em nhắn tin em kêu mấy thằng kia im lặng để cho anh đuôi với, để cho tao đuôi với Slider. Tụi bay ồn quá, nói gì đó cho anh. Nhắn tin em, nói em. Nào ý kiến kia đó, inbox fanpage YouTube gì? Inbox Facebook Vương Linh của anh. Vô. Một chút support cho em, giờ sẽ cho anh xem lớp chữ em lắm, đừng chửi em nhé. Ok em. Vô nè, vô nè, vô nè, vô nè, vô nè. Không giỡn nữa, không giỡn nữa, leo găng nè, leo găng nè. Leo lên đấu gặp mấy mấy anh game thủ. Người đang dưới em ơi. Ừ, người đang dưới bao tay giúp á. Trời 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 trời. Xin lép chửi em đúng rồi đó. Qua sớm đi anh, bà bãi nó xuống. À, không, nó ngang được đâu. Anh chơi game tâm linh mà, cần gì mát đâu. Trời ơi. Tới à. Tạm biệt. Sớm nó không lát em ơi. Em lát sớm à. Qua. Lùi 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 lùi. Mà em bún nhẹ phải bình gì em để cho team mình vô giúp ghét thằng ngoài kia nó cướp sao em. Hơi non nha. Chỉ cho một kinh nghiệm đó. Chơi game tâm linh. Không, không tâm linh, cái hệ non á. Cái đồ tâm linh em. Lúc em xuống em gần boss 37 này phải bình cho team mình cover ở trên hiểu chưa. Trời. Biết thu ha. Quýnh vậy CL chửi em chết anh nói thiệt. Biết CL luôn. CL bạn anh mà. Hồi nãy anh vừa lên á. Ừ. Hỏi biết Slider không? Rồi anh hỏi Slider là làm gì ta. Trời ơi ông đỡ cái chữ cái E đi game mà quảng ngãi thôi. Sai em ơi cho nó. Xuyên sách đào nó dễ. Cái sức nhầm anh đời ok em. Ồ hồi trước Genji tiễn em hả? Dạ. Ai nói nữa vậy? Ai biết đâu nãy kinh chat anh kêu thực tập sinh của Genji gì đó. Phải không? Dạ đúng rồi. Thiệt không? Ờ. Ghê vậy. Bữa ngày đang có em mà. Ừ anh không biết. Nè nè nó muốn chơi em rồi. Anh gan anh gan anh. Này có lát rồi nha. Hết kiên rồi, nó hết kiên rồi, hết kiên rồi, hết kiên rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Chui đâu quánh thường đi. Áo lòi chứ. Trời luôn không bất ngờ. Đây, đây cái bộ, đây cái bộ, đây cái bộ. Đây. La hét nó vô hoàng hoàng. Cái pha đó không có không e nhanh sợ Agi nó gờ e anh em ơi, phải nói e e rồi cái tường chịu rồi. Chứ e chậm xíu nữa Agi nó gờ e chết. Thằng Yumi nó mới đỡ cho tôi cái e kìa. Nó chết rồi xong. Còn nó không cứu với hai anh chết. Này anh thấy anh thấy. Không mất á, không mất hay sao? Không lát nha, không lát nha. Quay mà. Đờ có biết Fudin bên TF là ở đâu ra không? Thấy tay to vờ lờ thế. Không anh em nha. Nó gì hơi kém thôi. Hồi trước nó trước nó vừa bị cho tao mít á. Rồi đem để em bực món cánh tim lên nha. Bực món cánh tim đi con. Để bật mốt đó. Ê, không, cái che nè, nó thì không che được. Ê, hết chiêu em, bỏ em. Hết chiêu rồi, bỏ. Được á, đứt được á, hết. Non. Thôi, cái đó thì chịu rồi. Non. Trước khi xe em mới hỏi là nó có lát hay không nha em. Cộng một kiến thức. Quánh nhau có buổi với bố ai biết nó trên làm gì nó có thôi. Thì cứ mặc định nó có đi em. Không ai nói thì nó có đó. Xe nó chửi em tiếp giờ. Trước nó chửi anh á. Nhìn chữ của em rồi. Hello Barbie. Chị lát thì sao không được. Đánh được á. Chơi em ơi. Xion game, Xion game. Quyết được nha, quyết được nha, quyết được nha.
xe lát nó quay được kìa. Nó không kìa. Gì hết anh ơi. Em bóng nó miệng anh rồi á. Bò tự nhiên lúc anh rồi. Ra đây hừng đông em ơi. Ở đây 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 đây, đừng sao nè. Em thấy được tia laser chết chóc rồi lên đó. Không có khệ ghi mai như mày. Sao mà khệ ghi mai như mày? MC của VCS dám khệ mày. Trời ơi, mấy đứa kêu nhỏ tiếng là đi, mấy đứa ồn quá. Hồi nó giỡn thôi. Má nó thiệt cái mốt lên lên chỗ thi đấu quýnh anh giờ. Anh xin lỗi. Tự làm tự ăn chứ hả? Có ai làm cho đâu anh em ơi, khổ lắm chứ. Em biết mấy anh trai. Cái đây, cái đây, cái đây, cái đây, cởi cởi cái top em á. Chơi gan việc là mình chơi game một lane thôi, một lane thôi đủ rồi. Em nghĩ sao về S cầm S cũ của xe? Cảm ơn Huy giỏi nha. Cảm ơn anh. Bày ra chích cái lấy nội tại đi vô mi ơi. Ây da. Bà lết ơi. Bày ra đánh cái nội tại xong bay vô. Ây da. Bà lết. À bà lết. Buồn luôn á. Hết gỡ nhiều. Ok em trai. Ha. Anh em ơi, chuẩn bị hừng đông nha anh em. Em cố tình nằm xuống nha, cho sân khấu. Ok, ok. Hừng đông chưa anh em, hừng đông chưa? VCS 2023 hừng đông. Anh em nhớ like subscribe cho đó nha. Hừng đông.